Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota nha. Xe hôm nay bắt đầu về nhiều mà toàn xe đẹp, không biết quay xe nào. Camry đi. Hôm nay mình sẽ quay một loạt Camry mà thôi, chủ đề là Camry đời mới ha, Camry nhập đi. Một loạt Camry nhập 2.0 và 2.5Q. Biển Sài Gòn không nha. Màu trắng, màu đen rất là đẹp luôn. Đây các bạn, trước mặt các bạn đây là có 4 bạn Camry nhập. Đây là hai bạn Camry 2.0 và đây là 2.5, hai bạn Camry 2.5Q. Và giá rất là mềm, giá rất là đẹp và xe rất là keng. Và các bạn cùng đi với Hiền xem từng xe như thế nào và bạn nào phù hợp với các bạn ha. Trước mặt các bạn đây là một loạt 4 bạn Camry xe nhập nha. 2.0 và 2.5Q. Hai bạn đầu tiên này là 2.0 nè. Và hai bạn này là 2.5Q nè. Chủ đề hôm nay là trắng đen ha các bạn. Màu trắng và màu đen. Nhìn là thấy hấp dẫn nè ha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta đi xem giá của từng bạn như thế nào nhé. Đầu tiên đây là một bạn 2.0 nhập từ Thái nè. Bạn này biển Sài Gòn luôn, biển số cũng đẹp á. Đây chúng ta coi nè ha. 2.0 các bạn nhìn bên ngoài kiểu dáng hoàn toàn giống 2.5 ha. Chỉ khác một chút option thôi. Đây. Kiểu dáng giống nhau ha. Rồi, bạn này để chúng ta coi bao nhiêu cây số nè và giá như thế nào. Nội thất kem 2.0. Hơn 40.000 cây số và giá rất đặc biệt ha. Giá của bạn này bữa nay chỉ có trên 800 triệu thôi, chu cha. Hôm trước mua một cái xe Việt Nam ha. Xe Việt Nam mẫu cũ các bạn mua 2019 cũng phải là 830 ha. Bữa nay bạn này chỉ có 860 triệu thôi, xe nhập Thái 2.0. Bạn không chọn thì đã đến bao giờ mới chọn. Quá là đẹp. Cho cô coi sơ cái máy nhé. Rồi. Phía sau đây. Tiêu hao của bạn này thì chỉ bằng nhỉnh hơn anh Tiếp một tí thôi. Đó, 2.0 mà vẫn là đẳng cấp Camry nha các bạn. Quá đẹp. Và chúng ta coi sơ cái máy của bạn này ha. 860 triệu 2019. Các bạn còn chờ đến bao giờ nữa các bạn. Quá đẹp rồi. Đây máy đây. Camry 2.0. Chỉ bằng chiếc Camry Việt Nam 2.0 hồi bữa ha. Cách đây khoảng tháng mấy, 2 tháng thôi. 29. Rồi. Bạn này tiêu hao nhiên liệu thì rất là ít luôn, chỉ có 7 lít 6 hay nhiêu đó thôi cho 100 cây số. Màu đen ha, xe nhập. Rồi, nhẫn hơn một tí nữa, một phiên bản siêu lướt và rất là keng luôn, 3.000 cây số 2021. Chỉ có biết chặt lưỡi thôi vì nó quá đẹp. Tôi nhìn tôi còn mê nữa cái mùi của xe mới này các bạn. 3.000 cây 2021 biển Sài Gòn nha. Hôm trước có một bạn biển 67 mình đã bán rồi ha. Và mới về bạn này 3.000 cây. Mùi của mùi xe mới luôn nè. 2.0. Trên 900 triệu. Một chiếc Camry 2.0 2021. Đẳng cấp Camry. Tuyệt hảo ha. Siêu lướt nè. Sơn zin 100% ha. 2.0G. Biển Sài Gòn nha các bạn. 970 triệu biển Sài Gòn. 2021 3.000 km. Cho coi máy này luôn con. Rất đẹp luôn. Sản xuất 2021 luôn nha, nhập về Việt Nam 2021 luôn. Máy này. Bạn này còn bảo hành tới 2 năm nữa. Các bạn cứ yên tâm là xài ha. 3.000 cây. Như xe đập thùng ha. Rất là đẹp. Biển Sài Gòn 2021 3.000 cây, giá có 970 triệu thôi. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo đây một cái rẹp cao hơn nữa mà bạn này cũng rất là đặc biệt luôn. Camry 2.5Q. Cuối 2020 đầu 2021 nha. Bạn này là phiên bản mới, đã có camera luôn nè. Biển Sài Gòn luôn. Đó. 11.500 km. Nội thất đen. Đây. Xe này các bạn
đi thì tôi không biết là gì để chê được nữa, tại nó quá đủ đồ rồi. 2.5Q rộng rãi, đủ đồ và lành tính. Tiêu hao nhiên liệu 2.5 mà chỉ có 7,56 lít cho đường hỗn hợp nhé. Đường trường chỉ có 5,4 lít thôi, khá là ấn tượng phải không các bạn? Không thể mà chê vào điểm nào được hết. Cảm ứng phía sau. 1180 ha. Biển Sài Gòn. 11.500 km. Xe này các bạn đưa trước khoảng 700 là các bạn lấy xe ngay trong ngày luôn ha. Tại mình đã làm chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Ra tên của mình đứng luôn, để coi như khi mình bán trả góp là các bạn có thể lấy xe ngay, không phải chờ đợi cái thời gian rút hồ sơ nữa. Mấy nay một số xe ở tỉnh đó mình rút sẵn về tên mình hả, sẵn ha, để cho các bạn dễ mua xe, dễ bán xe ra biển số Sài Gòn luôn, cho các bạn lấy xe liền luôn. Khi mà thị trường có những khó khăn mình rất là thích nha. Tại vì đó là cơ hội cho những người có bản lĩnh. Càng khó thì mình càng có nhiều cơ hội, và càng khó thì mình càng thích. Nên là một số bạn nghĩ rằng những cái lúc khó khăn như vậy, những chủ doanh nghiệp người ta khó khăn không, với những người có bản lĩnh thì càng khó càng có nhiều cơ hội cho họ. Và các bạn, đây là cơ hội, càng khó khăn thì càng là cơ hội để các bạn mua được xe đẹp và xe giá tốt nhất mà các bạn chọn được thời điểm này là thông minh nhất ha. Rồi, tiếp theo đây cũng là Camry màu trắng 2.5Q, biển Sài Gòn. Đó, bạn này thì chạy 23.000 km nha. Và 2020, giá bữa nay 1150. Tức là hai bạn này một đời chênh nhau khoảng 30 triệu ha. Đó, đều biển Sài Gòn luôn này. 1150. 2.5Q, có nhiều khi bạn không thích màu đen thì màu trắng này cũng khá là đẹp. Với mình 23.000 cây thì cũng chỉ là rô đai rất là đẹp ha. Bạn này thì có dập một vài chỗ rồi, nước sơn zin có dập đâu đó một chút thôi nha, không vấn đề ha các bạn. Cửa hít nha, đồ chơi rất là đủ, bạn này có cửa hít đồ đầy đủ hết luôn. Đó, 2.5Q luôn, 1150. Những chiếc xe cực keng và cực đẹp ha. Các bạn có 6-700 là các bạn có thể sở hữu cho mình những chiếc xe Camry đẹp nhất rồi này. Hiền rất thích, thị trường khó khăn như thế này mình lại rất thích luôn. Bản lĩnh của những người mà có bản lĩnh người ta rất thích. Giống như các bạn, thị trường càng khó khăn các bạn nhiều cơ hội. Các bạn có chọn được những chiếc xe rất là đẹp và rất là rẻ ha. Khi mà nó ổn định, nó bình thường thì đâu có dễ dàng mà mình kiếm được những chiếc xe đẹp mà rẻ đâu các bạn. Đó. Rồi, thì đang quay gửi đến các bạn những chiếc Camry nhập rất là rẻ và rất là đẹp và siêu lướt ở đây. Thì quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh nha các bạn. Và số điện thoại của mình là 0908666999, 0903727375. Ngoài ra còn rất là nhiều số khác ở trên clip, và các bạn cứ liên hệ ở trong clip, có một số bạn hỗ trợ cho Hiền gửi hình ảnh cũng như là thông tin giá cả ha. Và đây các bạn, đường Phạm Hùng nó có một đoạn nha, từ quận 10 các bạn đi qua chỉ có 2.5 km thôi ha, chưa tới Nguyễn Văn Linh. Đó, nó cách Nguyễn Văn Linh đâu đó khoảng 500m ha, đối diện là một siêu thị. Hiện Toyota ngoài ra có rất nhiều xe rẻ rẻ như 600 triệu Camry nè, 2.0. Mình có một chiếc, một bạn Camry 2.0 màu đen cũng đang vừa dọn xong ở trong nhé. 570 triệu thôi, 2.0. Và ngoài kia 2.5Q cũng chỉ có 600 mấy thôi. Rất nhiều xe để các bạn lựa chọn. Từ giá thấp cho đến giá cao, nhưng chủ đề hôm nay là xe nhập nên mình chỉ quay 4 bạn xe nhập đẹp nhất cho các bạn coi ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh nha. Có rất nhiều xe khác đang chờ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và tạm biệt các bạn.